Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm tự truyện Pháp Ký, tác giả Đức Pháp Vương Gioan Truppa, do Truppa Việt Nam biên dịch. Chương 7. Bước vào thực hành Phật Pháp. Tôi hạnh ngộ biết bao Đại Thượng Sư và học hỏi biết bao giáo Pháp, dễ dàng thâm nhập diệu nghĩa tối thượng và nắm bắt mọi ý nghĩa luận giải của chân lý tương đối. Dẫu vẫn biết biển học là vô bờ, tôi rất vui được nghiên tầm học hỏi mọi điều, đặc biệt là sự tu tập của chính mình. Như đã kể ở trên, nhờ phúc báo của thiện nghiệp tích lũy trong các đời quá khứ, tôi đã có phúc duyên theo học nhiều bậc thầy vĩ đại và tu học kinh điển, cũng như các lĩnh vực tri thức khác. Chính phụ thân tôi, Đức Bairo Rinpoche, và mẫu thân tôi là những người đầu tiên dạy cho tôi bảng chữ cái. Song thân kể lại với tôi rằng, ngay cả khi con chưa biết nói, khi cha mẹ đưa con những kinh sách được đặt ngược, con sẽ đặt lại chúng và giả vờ biết đọc. Đến tận bây giờ, mẫu thân tôi vẫn thường nói đùa, ngay từ khi chưa biết nói, con đã biết cầm đúng sách vở, biết đâu là phía trên và phía dưới, biết đâu là mặt trước và mặt sau. Nhẹ ra đến giờ, con đã trở thành một học giả vĩ đại. Tôi nhớ việc học lời cầu nguyện Đức Văn Thù và lời cầu nguyện bảy chi từ bậc hộ trì Gyabje Sokse Rinpoche, và đây là bài học đầu tiên của tôi trong đời. Và nhờ sự gia trì của Thượng Sư, tôi có thể học thuộc lòng hai lời cầu nguyện này sau khi đọc lại một vài lần. 2 năm sau, khi được ấn chứng là hóa thân của Đức Pháp Vương Gioan Truppa đời trước, các bậc giáo thọ đã được chỉ định vào tháng 6 âm lịch. Khi tôi lên 6 tuổi, tôi nhớ là đã học đọc và học thuộc lòng các kinh điển. Đến khi lên 12 tuổi, tôi đã nhớ hết 5 kinh điển quan trọng, tác phẩm Sức Trang Hoàng Trên Ba Đệ Tử của Ngài Kunkhien Pema Krapo, nhiều kinh điển khác và tất cả những lời cầu nguyện của truyền thừa Truppa. Điều ngạc nhiên là mặc dù đây đều là các kinh điển, nhưng một số kinh điển lại dễ nhớ hơn so với các kinh điển khác. Ví dụ như tôi thấy khó nhớ các kinh điển về lý luận như cuốn Lượng Thích Luận, Kinh Biệt Giải Thoát và các tác phẩm khác viết về luật, hay thậm chí là luận. Đối với những kinh điển này, mỗi ngày tôi chỉ học thuộc được một trang. Phải tuyệt đối kiên trì, tôi mới ghi nhớ được toàn bộ nội dung cuốn Lượng Thích Luận. Khó khăn lắm, tôi mới thuộc được 3 dòng trong một buổi sáng. Mãi về sau này, tôi mới biết rằng chỉ rất ít học giả vĩ đại thuộc lòng được nội dung tác phẩm Lượng Thích Luận. Tuy nhiên, tôi chẳng mấy khó khăn học thuộc lòng các kinh điển viết về Trung Quán Luận và tác phẩm Hướng Dẫn Thực Hành Bồ Tát Đạo. Mỗi buổi sáng tôi có thể học thuộc lòng 1.5 đến 2 trang, dài bằng chiều dài của mũi tên, của phần lớn nội dung cuốn 5 tác phẩm của Maitreya. Tôi đã học thuộc lòng toàn bộ văn bản viết về Pháp Thân trong cuốn Hiện Quán Trang Nghiêm Luận trong vòng 2 buổi sáng. Một số đoạn kệ còn thiếu trong bản chép tay cũ tôi đang sử dụng lúc đó hiện ra trong tâm tôi. Khi tới chỗ thầy giáo thọ để dự kiểm tra, tôi đã đọc những đoạn kệ này từ tâm. Ngài nói rằng những đoạn này không có trong bài và chút nữa thì đã quở trách tôi. Một lúc sau, thầy giáo thọ nói rằng những đoạn đó nghe có vẻ được viết kỹ lưỡng, và rồi đột nhiên đứng dậy và nói rằng sẽ đi kiểm chứng từ một văn bản khác. Sau đó ngài quay lại cùng một cuốn sách nhỏ màu vàng được in ở Kalimpong. Thầy mỉm cười và hỏi: "Làm sao Đức Pháp Vương biết được những đoạn còn thiếu này?" Tôi chỉ có thể nói rằng những đoạn đó xuất hiện trong tâm tôi. Thầy tôi và những bậc cao niên đã không biết rằng
có những đoạn kệ còn thiếu và dường như tất cả đều ngạc nhiên. Vì thế, tôi được cho nghỉ 6 ngày. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được chuyện này. Bởi lúc đó, tôi rất vui sướng vì được nghỉ ngơi. Tôi còn trải nghiệm những chuyện tương tự. Nhưng bây giờ không thể nhớ được những chuyện đó liên quan đến các kinh điển hay đoạn kệ nào. Mỗi năm trong tự viện, chúng tôi có 2 đến 3 ngày lễ trong dịp năm mới cổ truyền Lhosa và một vài ngày lễ vào cuối đợt nhập thất an cư kết hạ. Bên cạnh những ngày nghỉ này, chúng tôi hầu như không có thêm bất kỳ ngày rảnh rang nào nữa. Việc không có những đợt nghỉ lễ và chưa hoàn thành những bài kiểm tra vào buổi sáng là 2 điều khiến tôi thấy buồn nhất. Có lẽ đây là chướng ngại với mọi học sinh chứ không riêng gì tôi. Nhưng những học sinh khác còn có thêm những kỳ nghỉ và thời gian vui chơi. Vì mỗi lớp có 20 đến 30 học sinh mà chỉ có một giáo viên. Họ có nhiều giờ giải lao khi giáo viên vắng mặt, hoặc khi đi lấy thức ăn, hay khi được cử đi làm những việc vặt. Việc học của tôi hơi khác, vì tôi có một thầy giáo thọ riêng và 6 hoặc 7 thầy giáo, và tôi là đối tượng quan tâm duy nhất của các thầy. Cả ngày và đêm, tôi luôn được các thầy giám sát. Nếu tôi quay ngang, quay ngửa khi đang đọc kinh sách, hoặc nếu đọc chưa đúng, một trong số các thầy sẽ thấy điều này và phạt tôi. Tôi nhớ là mặc dù mình không nghịch ngợm theo kiểu trẻ con, nhưng tôi cũng không thể để yên đôi tay. Dù không cố ý, tôi thường ngó ngoáy đôi tay ở bên dưới chiếc khăn choàng hay dưới bàn học. Việc này khiến tôi nhiều lần bị phạt roi và khiến thầy giáo thọ và các bậc thầy khác không hoan hỉ. Niềm tin từ thuở bé vào nhân quả của hạnh phúc và khổ đau. Khi nhìn từ cửa sổ nơi ở, thấy những đứa trẻ khác đang chạy nhảy trong sân, tôi thường tự hỏi là trong quá khứ chúng ta đã tích lũy những nghiệp lành nào. Ngay cả ở độ tuổi lên 6 hay lên 7, tôi đã biết và tin chắc rằng hạnh phúc và khổ đau là quả báo của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Hàng ngày, trong lúc thực hành nghi lễ sám hối Mahakala, tôi thường suy ngẫm về ý nghĩa của những lời cầu nguyện và tôi nhớ là đã khóc và thành tâm sám hối. Trong lúc cung kính chắp tay và bày tỏ niềm tin kính trong lúc sám hối, tôi thường nghĩ về nhân của những hình phạt mình đã nhận. Bầy ong trong tổ ở bên ngoài, đàn gia súc được lùa đến lò mổ để lấy thịt mỗi sáng, và tất cả những chúng sinh không có ai che chở. Và tôi nhớ mình đã trải nghiệm niềm bi mẫn vô hạn khi nghĩ về nhân quả và chúng sinh là đối tượng của lòng bi mẫn. Tôi không cảm thấy nhiều khó khăn dù các thầy tôi vẫn phạt và quở mắng, và dù tôi có kỷ luật học tập vô cùng nghiêm khắc. Luật nhân quả. Dù đôi khi tôi có phiền não các thầy, nhưng không bao giờ tôi nhớ về việc đó. Vì thế ngày nay, khi gặp một số bạn hữu và người quen cảm thấy phiền não đến mức tự tử vì những chướng ngại nhỏ nhặt trong cuộc sống, như bị người họ thương yêu từ bỏ, hay những khổ đau trong thân và tâm do người khác gây ra, hoặc khi thấy một số người làm rối loạn xã hội, tôi hiểu rằng tất cả những chuyện này là do họ thiếu niềm tin hoặc hiểu biết về luật nhân quả, hoặc không thể hiện lòng bi mẫn và sự quan tâm đúng mức đến những chúng sinh kém may mắn hơn họ. Tôi tin rằng ngay cả những bậc Bồ Tát đã chứng ngộ cũng chưa hiểu hết luật nhân quả. Nhưng chúng ta thấy sự khác nhau ngay cả giữa anh em cùng cha mẹ sinh ra. Ví dụ, một số người có diện mạo xinh đẹp, làm ăn phát đạt và có cách nghĩ tích cực, trong khi những người khác lại xấu xí, đau ốm nhiều hơn và có thái độ tiêu cực.
Tương tự như vậy, ngay cả người dân trong một nước cũng có những người phát đạt hơn và suy nghĩ rộng mở hơn. Thậm chí, trong các bậc thầy tâm linh cũng vậy. Một số bậc thầy trở thành những học giả nhờ sự nghiêm khắc của các bậc giáo thọ, và một số người có tri thức và thành tựu thiền định mà không hề có bất kỳ bậc giáo thọ hay bậc thầy nào cả. Một số bậc thầy hoàn thành việc học tập trong bầu không khí vui vẻ, nơi thầy và trò tựa như những người bạn. Tôi đã được nghe câu nói, để trở thành học giả phải vượt qua gian khó. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là mọi người đều phải học với những bậc thầy nghiêm khắc. Đức Pháp Vương Dusom Rinpoche thường dạy, đánh trẻ con là không tốt. Việc đó sẽ làm chúng tổn thương cả thân và tâm, và chúng sẽ không quan tâm đến việc tu học tâm linh nữa. Bản thân tôi chưa bao giờ bị đối xử hà khắc. Bậc hộ trì Gyatse Dinkho Khyentse Rinpoche cũng nói như vậy. Khi cha mẹ và các thị giả bàn về việc tìm một bậc thầy cho ngài Rabdzam Rinpoche lúc còn nhỏ tuổi, bậc hộ trì Gyatse Dinkho Khyentse nói: "Hãy yên lặng, không cần phải tìm thầy cho con. Ta chưa bao giờ bị ai đánh đòn, dù là cái gầy móng tay, và ta đã làm tốt mọi việc. Nếu con là hóa thân của một bậc thầy giác ngộ, thì con sẽ làm được mọi việc." Ngày nay, chúng ta có thể thấy Thượng sư Chinchen Rabdzam Rinpoche đã trở thành một bậc thầy tâm linh vĩ đại. Bậc căn bản Thượng sư của tôi, ngài Onchul Rinpoche quá cố, có trí tuệ vô song về cả kinh thừa và mật thừa, của cả những truyền thống thực hành tân phái và cổ phái. Ngài có 4 bậc thầy dạy lúc ngài còn nhỏ, và họ thậm chí còn không bao giờ câu có với ngài. Thượng sư nhớ lại, khi ta buồn ngủ hay sao nhãng trong lúc đọc kinh sách, các thầy thường cho ta ăn kẹo, hoa quả hay dùng trà và cho ta ra ngoài chơi hay thư giãn. Thỉnh thoảng các thầy lại dạy ta các vũ điệu mật thừa, chia sẻ các môn chiêm tinh, kịch nghệ. Sau một lúc, ta sẽ quay lại đọc kinh sách. Ngài thường bảo với tôi là thầy và trò cần có sự kết nối yêu thương và tâm trí thành. Ngài kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện và nói rằng ngay cả khi bậc thầy không có nhiều phẩm chất, nếu bậc thầy có tình yêu thương và lòng bi mẫn thực sự thì cũng đã tạo ra sự khác biệt to lớn trong việc dạy dỗ trò. Bậc căn bản thượng sư của tôi thường khóc và nói: "Tại sao những bậc thầy hà khắc trong các tự viện lớn lại phạt nặng với lũ trẻ nhỏ ở đó? Chúng có ai để che chở đâu?" Cũng như vậy, bậc thầy dạy kinh thừa và mật thừa cho tôi, ngài Khenpo Rime Daji, thường được gọi là Khenpo Noryang, là một học giả vĩ đại, tinh thông 5 môn khoa học và là một hành giả yogi bí mật. Ngài thường kể với tôi là lúc còn ở tự viện Jiga, ngài đã bị phạt đánh đòn, nhưng không bao giờ bị đánh hay khiển trách trong lúc học kinh điển. Ngài thường nói, suy ngẫm về ý nghĩa của giáo pháp tốt hơn là học với tâm bị đè nén. Điều quan trọng là cần suy ngẫm ngày đêm với tâm khoáng đạt. Trong nhiều năm, ta đã không phải học kinh sách cùng lúc với việc chịu hình phạt. Nhưng trong lúc học, sau giờ nghỉ giải lao, ta thường đi ra ngoài, lấy khăn chùm đầu và suy ngẫm. Vì thế, ta luôn hoàn thành các bài kiểm tra. Chưa nói đến chư Phật và Bồ Tát Thượng Thủ, nếu chúng ta kiểm chứng nhân của hạnh phúc và khổ đau của các bậc Bồ Tát xuất hiện trong hình tướng các bậc thầy tâm linh và chúng sinh thông thường như chúng ta, thì rõ ràng là nhân của hạnh phúc và khổ đau không xuất phát từ sự lựa chọn hay năng lực, mà là do luật nhân quả chi phối. Tôi cho là do còn một chút vô minh. Ngay cả những bậc Bồ Tát cũng chưa hiểu thấu đáo về sự vi tế của luật nhân quả. Chúng ta được nghe kể những câu chuyện cười về việc có học sinh bỏ giận vào giường của thầy hay bỏ cây gai vào bô vệ sinh của thầy.
nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm những chuyện như vậy. Ngay cả khi liên tục bị phạt roi, lúc lên 7 hay 8 tuổi, tôi vẫn thường nghĩ rằng chắc hẳn do nghiệp của mình nên tôi phải trải qua những trải nghiệm này. Đôi khi tôi suy nghĩ với niềm tin vững chắc, nếu tối nay tôi sám hối mọi lỗi lầm của bản thân trong đời này và các đời trước, ngày mai tôi sẽ bị ít phạt roi hơn. Vì thế, tôi thường tập trung chỉ tụng những lời cầu nguyện. Điều buồn cười là, ngày hôm sau các thầy tôi sẽ bận đi làm một việc khác, như tiếp khách, và tâm trạng các thầy thường thoải mái hơn. Vì thế, tôi ít bị phạt roi. Và thế là tôi thường nghĩ rằng, việc sám hối của mình đã có tác dụng. Không như bây giờ, lúc đó tôi không hiểu được đối tượng của việc sám hối hay pháp đối trị, và chẳng có sự hỗ trợ nào bằng lý luận hay kinh điển cả. Nhưng nếu bạn có tâm thanh tịnh, những lời cầu nguyện sẽ có tác dụng nhất định. Đây có thể là một sự vô minh do tâm tôi tạo ra. Vạn pháp trên thế gian này đều là như huyễn hay vô minh do tâm tạo ra và không hề có gì là thực chắc. Vì thế, có lẽ những suy nghĩ trẻ con của tôi lúc đó không sai, vì những suy nghĩ đó phục vụ cho mục đích của tôi. Việc đó tương tự như những nghi quỹ chúng ta thực hành để chứng đắc thành tựu. Sau khi thực hành, đôi khi hoàn cảnh sẽ chuyển hóa, những đối tác khó chịu sẽ thay đổi suy nghĩ và chúng ta hoàn thành được công việc. Hoặc người đang làm tổn hại lợi ích của bạn bị chuyển đi nơi khác. Mọi việc thường thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn sau khi thực hành nghi quỹ. Và bạn cần tin rằng việc thực hành nghi quỹ đã có tác dụng hỗ trợ. Tương tự như vậy, tôi cho rằng việc tin là thực hành sám hối sẽ giúp mình ít bị thầy phạt roi hơn, chẳng có gì sai trái cả. Một số người có thể nghĩ tại sao cần để tâm đến những suy nghĩ của con trẻ. Như tôi đã kể ở trên, nếu hành động của mình có tác dụng thực tế thì đó là việc đúng đắn. Nhìn chung, một số người cho rằng các tôn giáo khác nhau trên thế giới là nguồn gốc tạo ra xung đột và họ thấy không cần đến các tôn giáo. Nhưng mặt khác thì các tôn giáo lại phụng sự tốt cho xã hội. Ví dụ như các nghi lễ cầu mưa hay chữa bệnh mà một số người coi là giống như trò trẻ con. Vì những quan điểm lệch lạc đó, mối quan hệ giữa xã hội loài người và tôn giáo đã bị gián đoạn trong nhiều thế kỷ. Đó là lý do tại sao, thậm chí trong thời đại vật chất phát triển như ngày nay, mọi người lại cần đến tôn giáo. Vì thế, điều quan trọng là cần giữ cho cánh cửa của đức tin luôn rộng mở. Tri ân các bậc thầy. Mặc dù thượng sư của tôi từng nói rằng chúng ta cần có tâm trí thành hướng đến các bậc thầy. Khi còn bé, tôi không thể trưởng dưỡng nhiều về tâm trí thành với các bậc thầy dạy dỗ tôi. Có lẽ việc này là do mặc dù các thầy đều yêu thương tôi, nhưng lại tỏ ra quá nghiêm khắc. Điều này giống như câu thành ngữ, khẩu xà tâm Phật. Khi còn bé, tôi không yêu quý các thầy nhiều lắm, vì họ không thể hiện ra bên ngoài tình yêu thương đối với tôi, mà ngược lại, ngày nào cũng phạt tôi từ sáng đến tối. Nhưng bây giờ suy ngẫm lại, tôi thấy mình có thể đương đầu với bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống, vì các thầy đã dạy tôi về cuộc sống. Ngày nay, tôi có thể chịu đựng những khó khăn gian khổ, giao tiếp với tất cả mọi người, dù họ ở địa vị nào trong xã hội, vì các thầy đã nghiêm khắc khi tôi còn thơ bé. Giả sử lúc bé tôi được nuông chiều, thì lớn lên tôi sẽ chẳng thể đương đầu với bất kỳ chướng ngại nào. Tôi sẽ trở thành một chướng ngại, không chỉ đối với bản thân mình, mà còn đối với người thân trong gia đình, vì chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ việc gì. Tôi thấy có những người có đời sống vật chất thoải mái và bạn bè đông đảo, nhưng không bao giờ biết bằng lòng. Để tìm cầu niềm vui, họ ăn uống nhiều thứ mới lạ
hoặc mặc mọi loại thời trang, mua nhiều đồ trang sức và tiếp tục chạy theo những nhu cầu bên ngoài mới. Sau khi sống như thế trong nhiều năm, tâm họ mất cân bằng, thân mang nhiều bệnh và bị xã hội xa lánh, không thể sống tự lập. Đến lúc đó, thay vì trân trọng sức khỏe và tài sản của mọi người, họ lại sân giận, đánh đập, cướp của, giết người. Vì thế trở thành nỗi hổ thẹn không chỉ của gia đình họ mà còn của toàn xã hội. Khi thấy những người như vậy, tôi nhớ đến ân đức của các bậc thầy đã dạy dỗ tôi nên người. Nếu an vui, chúng ta không làm tổn hại đến chúng sinh. Cách đây một vài năm, tôi được nghe kể là không nên lái những chiếc xe mới đến chợ. Một người bạn của tôi mua một chiếc xe mới và đỗ xe ở chợ. Sau đó anh ấy thấy chiếc xe đã bị cào bằng một miếng kim loại và xước sát nham nhở. Khi nghe chuyện này, tôi đã sốc và thấy người làm việc này thật đáng thương. Họ đáng thương vì đã thiếu công đức tích lũy từ các đời trước nên đời này phải chịu quả báo, sống trong cảnh nghèo khó. Nhưng nếu không biết hồi tâm chuyển hướng mà vẫn tiếp tục làm những việc bất thiện như vậy, thì làm sao họ có thể có được tương lai tốt đẹp hơn? Một điều chắc chắn là những người có hành động hủy hoại như vậy có chướng ngại nhất định trong tâm. Và họ làm những việc ác đó vì thấy vui. Có lẽ họ thấy buồn khi người khác được hạnh phúc. Vì thế, nếu muốn được an vui, chúng ta hãy tìm hạnh phúc ở trong tâm mình. Giảm tham muốn về của cải vật chất và hài lòng với những gì mình có là quả báo của công đức tích lũy từ những đời trước và nền tảng tạo ra hạnh phúc hiện giờ. Vì thế, chúng ta hãy đừng để tâm phóng túng với những thói quen bất thiện. Chưa kể sự phóng túng đó cũng là nhân gây ra bất ổn trong xã hội. Hình phạt đòn roi với con trẻ là điều vô nghĩa. Mãi đến năm 15 tuổi, tôi mới có cơ hội chú tâm tu học kinh điển không gián đoạn. Thượng sư Jiga Kenpo Sonam Dagye, bậc thầy được chỉ định làm thầy giáo thọ của tôi, ngã bệnh vào năm tôi lên 13 tuổi. Năm được chiêm tinh coi là không cát tưởng, và vì thế Ngài không thể dạy tôi. Sau đó, tôi được thỉnh mời đến La Đắc, và chuyến đi đó trở thành kỳ nghỉ ngoài kế hoạch đối với tôi. Và tôi không phải nghiên cứu hay ôn tập các kinh điển mà trước đó tôi đã học thuộc lòng. Dù không nghịch ngợm hay cả gan trái lời thầy, nhưng lúc đó tôi chưa có khả năng tự mình chuyên tâm học tập. Tôi cảm thấy vui vì không phải tu học kinh sách. Chỉ cần nhìn thấy sách vở và căn phòng nơi tôi thường ngồi học thuộc lòng đã khiến tôi thấy trong lòng khó chịu. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, tôi cho là vì các thầy đã luôn nghiêm khắc trong lúc tôi học các kinh điển. Tựa như một con chim sổ lồng, hàng tháng trời tôi không muốn ngó ngàng gì đến sách vở. Và bây giờ tôi vẫn còn băn khoăn, không hiểu hết lý do của sự giải đãi này. Thường thì tôi chẳng bao giờ quan tâm xem chiêm tinh học nói những năm nào xấu. Nhưng tôi thực sự cảm thấy năm lên 13 tuổi vô cùng xấu đối với tôi. Thầy dạy kinh điển cho tôi bị ốm nặng, còn mẫu thân tôi bị đau túi mật và suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Bác Lô Rê, người đã yêu thương chăm sóc tôi như cha mẹ kể từ lúc tôi lọt lòng, đã qua đời trong năm đó. Dù bác không phải là ruột thịt, nhưng tôi gọi bằng bác. Tôi không biết tên bác bằng tiếng Tạng, nhưng ở Bhutan, bác được gọi là Đô Mây Ghê Long, có nghĩa đen là Tỳ Kheo Tara. Vì bác chủ yếu thực hành tán thán Tara, bác Lô Đê là một vị tăng ở tự viện Bali Tăng. Bây giờ khi nghĩ lại tất cả những chuyện này,
tôi cho rằng tai họa lớn nhất đối với tôi trong năm đó là việc thầy giáo thọ của tôi ngã bệnh và việc tôi khởi hành đến các địa điểm mới. Vì vào chính thời điểm quan trọng để tu học kinh điển thì tôi lại sao nhãng do không có bậc thầy kèm cặp và dạy dỗ. Tôi cứ sống như vậy trong một thời gian dài. Thường thì thời đó phần lớn học sinh được thầy cô kèm cặp đến mức luôn sống trong sợ hãi cho đến tận lúc trưởng thành. Khi họ đã lớn, thầy cô lại đối xử tôn trọng họ, mặc dù họ chưa học hành đến nơi đến chốn, và thường lảng tránh những hành động đối xử sai lầm đối với họ lúc còn bé. Đây là một chuyện buồn cười. Mẫu thân tôi đã không an lòng vì việc này, và bà đã từ bi kèm tôi ôn tập kinh điển gốc và các tác phẩm luận giải của Trung Quán Luận, Căn Bản Luận, Giới Luật và Vi Diệu Pháp. Bà bắt tôi phải học thuộc những nội dung tôi đã quên. Sau đó, khi tôi thụ nhận các khai thị về kinh điển và các lĩnh vực tu học khác từ Thượng sư Jinga Khenpo Sonam Dajie, bà luôn cùng tôi thụ nhận các khai thị để giúp tôi học tập. Mẫu thân tôi đã thụ nhận khai thị về mọi kinh điển quan trọng như tác phẩm hướng dẫn thực hành Bồ Tát Đạo hay những lời vàng của thầy tôi. Thực ra bà đã tu học tác phẩm hướng dẫn thực hành Bồ Tát Đạo và những lời vàng của thầy tôi đến hàng chục lần. Bà kể cho tôi điều này trong lúc khuyên nhủ tôi về tầm quan trọng của việc học kinh điển trước khi bắt đầu thực hành Đại Thủ Ấn và Đại Toàn Thiện, và tầm quan trọng của thực hành các nội dung nền tảng. Tâm từ ái của bà có nhiều ảnh hưởng và tôi bắt đầu dễ dàng đọc kinh sách và đạt được nhiều tiến bộ. Nhiều người thường khuyên tôi không nên lãng phí thời gian mà hãy học hành chăm chỉ và nói rằng họ sẵn lòng dạy cho tôi. Thậm chí một số học giả thuộc các truyền thống tu tập khác và các bậc thầy uyên thâm của truyền thống Gelugpa cũng ngỏ lời muốn giúp. Nhưng tôi không muốn nhận lời vì không rõ động cơ của họ. Tôi cảm thấy một số vị chỉ muốn có danh hiệu là thầy giáo thọ cho tôi. Đến nay tôi vẫn kiên định như vậy và chẳng dễ gì nghe theo ý kiến của người khác. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã thích được tự do. Bắt đầu theo học Đức Kim Cương Chỉ Khenchen Noyang. Năm tôi lên 15 tuổi, phụ thân tôi, Đức Bairo Rinpoche thỉnh cầu Thượng sư Khen Rinpoche Rime Daji, thường được gọi là Thượng sư Jinga Khenpo Noyang, làm thầy giáo thọ cho tôi. Ngài là một học giả lừng danh trong mọi lĩnh vực học thuật và nhiều bậc thầy tâm linh thuộc mọi truyền thống, bao gồm cả Đức Pháp Vương Duzom Rinpoche đã ấn chứng Ngài là hóa thân của Đại Thành Tựu Giả Ấn Độ Saraha. Ngài đã khiêm nhường đáp lại lời thỉnh cầu rằng một vị tăng bình thường với kiến thức hạn hẹp như tôi chẳng bao giờ có thể làm thầy giáo thọ cho Đức Pháp Vương, và tôi không dám lãnh nhận trọng trách này. Một người thường mà nhận chức vụ đó sẽ tạo ra nhân phải tái sinh vào địa ngục. Nay tôi đã già, sắp cận kề miệng lỗ, chẳng có ích gì khi tôi nhận danh hiệu giáo thọ và làm phiền não bậc căn bản thượng sư của tôi. Việc đó tựa như đi tìm địa ngục. Vì thế tôi không thể nhận lời mời này. Nhưng tôi có thể hoan hỷ truyền trao mọi giáo pháp kinh điển và mật điển mà tôi nắm giữ. Chắc hẳn Ngài đã nói thật lòng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Ngài cũng biết tâm tôi còn phóng túng và thấy khó lòng làm chọn cương vị giáo thọ cho tôi. Nhờ lời thỉnh cầu của Đức Bairo Rinpoche, tôi có thể tu học các kinh điển nền tảng dưới sự hướng đạo của Thượng sư Khen Rinpoche. Tôi đã có thể dần tu học 13 kinh điển quan trọng do Thượng sư Khenchen Shinga biên soạn. Tôi cũng được truyền trao các khai thị chung và riêng về lịch sử Phật Pháp, Tam giới, giới biệt giải thoát và tác phẩm thực hành Bồ Tát Đạo.
theo truyền thống Drupa. Trong nhiều năm trời, tôi đã thụ nhận nhiều giáo pháp của các mật điển khác nhau, bắt đầu bằng mật điển Hỷ Kim Cương, Hevaja Tantra và tác phẩm các chủ đề nội chứng thâm diệu. Nhưng vì tâm trí thiếu niên còn nhiều hiếu động, tôi đã lãng phí nhiều thời gian. Quy định của tự viện phải thuận với quan điểm của mọi người. Không giống như một vài bạn hữu, tôi không thích đi lang thang hay đi xem các buổi biểu diễn ban tối. Vì một lý do nào đó, khi còn bé tôi chẳng thích làm những việc này. Một vài người bạn mời tôi đi xem phim tối với họ, nhưng tôi chẳng bao giờ nhận lời. Tôi chẳng biết là họ có thực sự nghĩ rằng tôi cần nghỉ ngơi, hay do họ muốn tôi vi phạm danh tiếng nghiêm trì giới luật. Giới luật lúc đó cấm đá bóng, học võ, chơi các trò chơi và đi lang thang. Bây giờ khi ngẫm lại, tôi thấy những việc này không nhất thiết là việc xấu. Nhưng vào thời đó thì mọi người nghĩ như vậy. Và vì thế tự viện đưa ra những quy định tương ứng như Đức Phật đã dạy. Giới luật trong tự viện phải phù hợp với phong tục của đất nước. Vì thế các quy định dành cho chư tăng ni được đưa ra theo quan điểm của xã hội. Đã nhiều lần tôi nói rằng mục đích của một hành giả tâm linh là vì lợi ích thế gian và xuất thế gian của khắp thảy chúng sinh. Đây là lý do tại sao ngay cả khi hành giả chúng ta không thể làm nhiều điều lợi ích thì chí ít chúng ta cũng không được làm tổn hại chúng sinh. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cẩn trọng, tránh làm những việc mà mọi người không thích. Nếu cứ cố gắng làm như vậy, sẽ khiến mọi người suy giảm hay đánh mất niềm tin vào Phật Pháp và Tăng Đoàn, dẫn đến việc tạo ra những tổn hại to lớn. Vì thế, tự viện cần có những quy định hành xử để phòng ngừa và đồng thời lợi ích cho bản thân những người tu tập. Ở đây, chúng ta không cần tìm hiểu chi tiết hơn. Thói quen sao nhãng. Khi còn trẻ, tôi thích đi chơi với các bạn thân và tôi đã quen với việc này vì không có ai kèm cặp tôi cả. Có lẽ đây là một vấn đề chung của các thiếu niên. Tôi đã quen với việc cứ hai hoặc ba ngày lại đi chơi vì lúc đó chẳng có nhiều chỗ để chơi. Tôi thường trèo lên đỉnh đồi hay đi quanh lưng chừng hoặc chân đồi. Tôi không thích vào thành phố, tới các quán ăn hay chợ búa vì mọi người thường tới gặp tôi xin được gia trì, mời tôi dùng trà hay ăn trưa và không để tôi tới những nơi tôi muốn đến. Ngoài những chỗ đó ra, tôi còn đi tới mọi nơi khác trong vùng. Lòng vấn vương. Darjeeling là một địa điểm đẹp, lác đác những ngôi nhà nằm giữa nhiều công viên và rừng cây. Thành phố này được người Anh xây dựng, đẹp như tranh vẽ, với những con đường nhỏ và nhà cửa bé xinh. Thời đó thường có những chàng trai, cô gái trẻ đi dạo giữa hoa cỏ và những hàng cây. Đôi khi họ ngồi trên bãi cỏ tâm sự hay chơi đùa cùng nhau. Darjeeling còn là một địa danh thu hút nhiều du khách. Khi còn trẻ, nhìn những đôi bạn trẻ đi dạo thời đó, có lúc tôi cũng thoáng khởi vọng tưởng xúc tình. Các xúc tình thô lậu tự nhiên vốn luôn bị ẩn giấu, lúc đó có thể hiện khởi. Điều quan trọng là chúng ta cần nhận biết và kiểm soát được chúng. Nếu không làm như vậy, chúng ta không xứng đáng được gọi là hành giả tâm linh. Tôi nghĩ rằng các tôn giáo chỉ khác nhau do sử dụng các phương pháp khác nhau để chế ngự các xúc tình phiền não. Khi chế ngự được các phiền não, mọi việc trở nên dễ dàng và tâm trở nên an tịnh hơn. Theo các nghi quỹ khai thị về giai đoạn trung gian, việc bám chấp vào một đối tượng tạo ra xúc tình phiền não có thể đem lại rủi ro
và là một sai lầm nghiêm trọng. Nhìn chung thì bám chấp vừa có lợi lại vừa có hại. Cái lợi là hỷ lạc luân hồi trước mắt, mà ngay cả những loài côn trùng như loài kiến cũng có thể cảm nhận được. Đó là cái lợi thoáng qua và cũng là một trong những chủ đề chính trong giáo pháp Mật Thừa, sử dụng các xúc tình phiền não làm con đường tu tập. Để thực hành được nội dung này, hành giả cần nhận được các khai thị tinh yếu. Và nếu có thể liên hệ các xúc tình phiền não với những khai thị đó, hành giả sẽ đạt được những lợi ích to lớn hơn nhiều. Quá nghiêm khắc làm nản chí học hành. Lúc còn bé, tôi đã có hiểu biết sâu rộng về kinh điển và nhận thức không tồi. Tôi cũng ham học hỏi. Nhưng vào thời điểm bị Phan Duyên sao nhãng, việc học của tôi tựa như con gấu cố bắt con sóc. Những nội dung học vào buổi sáng sẽ bị quên vào buổi tối. Và những gì hôm nay tôi học thì hôm sau tôi không còn nhớ nữa. Dường như lĩnh vực học vấn nào tôi cũng có đôi chút hiểu biết, nhưng lại chẳng hiểu tường tận. Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Dù có được cơ hội theo học một hành giả yogi bí mật và học giả vĩ đại, bậc có hiểu biết đầy đủ về mọi nội dung kinh điển, giống như các học giả trong quá khứ của vùng Ấn Độ, Himalaya, nhưng tôi lại không thông thạo hết mọi kiến thức. Khi nghĩ về hoàn cảnh của bản thân mình lúc đó, tôi thường thấy buồn phiền. Bây giờ quán chiếu lại, tôi thấy hai lý do cho điều này. Một là tôi đã được kèm cặp quá nghiêm khắc khi còn bé đến mức không còn hứng thú học hành kinh điển. Dù tôi muốn học, nhưng đã không còn hứng thú và làm lãng phí thời gian. Tâm sao nhãng không thể tinh tiến. Lý do thứ hai, như đã kể ở trên, là tôi đã quen với sự sao nhãng. Khoảng thời gian sao nhãng vì không có thầy kèm cặp đã khiến tôi không trưởng dưỡng về tinh tiến. Bằng kinh nghiệm, tôi thấm thía ý nghĩa câu nói: trí tuệ và năng lực hiểu biết không có ích gì nếu thiếu đi sự cần cù. Thời đó, có ít nhất 60 người đang theo học Thượng sư Jinga Khenpo Noyang, nhưng chẳng có đệ tử nào xuất sắc đến độ được thầy khen ngợi. Với vẻ muộn phiền, một hôm Thượng sư dạy, dường như chưa có ai trong số các con hứng thú tu học kinh điển. Dù vài người có quan tâm đôi chút, ta cũng chẳng thấy đệ tử nào ôn bài hay suy ngẫm về ý nghĩa của các khai thị sau giờ học. Trong số các con, Mayumla, mẫu thân của tôi, và Taisin Naigen có kiến thức tốt nhất. Điều này khiến ta buồn phiền khi nghĩ đến tương lai của chính pháp. Ngày nay, khi ngẫm lại lời dạy của thầy, tôi thấy điều đó thật chí lý. Trong số các đệ tử của ngài gồm các thượng sư, các bậc hóa thân như chư tăng trẻ tuổi và hai cư sĩ là Tashi Nangiala, con trai của Kungo Lamala, người quản lý của Đức Pháp Vương Yewang Drukpa đời trước, và mẫu thân của tôi. Tôi không thể trách Thượng sư Khen Rinpoche vì ngài đã cảm thấy thất vọng. Hiểu biết căn bản đầu tiên về kinh điển. Về sau này, tôi đã đón nhận được khai thị vi tế từ Thượng sư Khen Rinpoche luận giải về tác phẩm toàn thiện của Thượng sư Mi Phong, cũng như mật điển Hỷ Kim Cương, các khai thị chi tiết về sức trang hoàng của ba truyền thống do Thượng sư Kunkhien Pema Kapo trước tác. Và tôi đã có thêm hiểu biết về các giáo pháp tôi đã được chuyển trao trước đó. Từ đó trở đi, mỗi khi tôi thỉnh cầu Thượng sư làm rõ bất kỳ điều gì, ngài đều nói, Đức Pháp Vương đã biết rồi mà. Đôi khi ngài lại hỏi,
làm sao Đức Pháp Vương biết được điều này? Và tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng có điều gì thâm diệu khiến Ngài ngạc nhiên, mà tôi nghĩ Ngài ngạc nhiên khi thấy tôi đột nhiên hiểu ra những điều mà trước đó tôi chưa hiểu được. Từ đó, Ngài không còn quở trách hay tỏ ý không hài lòng với tôi nữa. Với việc lúc đó không nhiệt tình học tập và còn chưa đủ trí tuệ và niềm tin để hiểu nghĩa mọi từ trong kinh điển, tôi cho là bản thân đã hoàn thành việc học tập nền tảng sau khi nhận được các khai thị chi tiết từ Ngài. Một bậc Khenpo đầy đủ phẩm hạnh về các giáo pháp, sức trang hoàng của ba truyền thống, 37 phẩm Bồ Tát hạnh và thuyết trung đạo. Nhiều năm sau, tôi có cơ hội thụ nhận trực tiếp lời khai thị về giác tính bản lai từ Đức Duzom Rinpoche. Ngài dạy tôi rằng việc tu học kinh điển thâm sâu sẽ dẫn đến trải nghiệm như nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi mọi cánh đồng. Lời khai thị này đã truyền cho tôi sự tự tin. Nói ngắn gọn, tôi gặp nhiều khó khăn trong việc học thuộc và đào sâu ý nghĩa của các kinh điển. Nhưng mặt khác, tôi hài lòng với hiểu biết rằng kiến thức là vô hạn. Sau một vài năm thì lối suy nghĩ của tôi thay đổi. Và như có câu nói, hãy trau dồi kiến thức kể cả khi ngày mai bạn qua đời. Tôi có mong nguyện mạnh mẽ được học hỏi mọi thứ mà không hài lòng với những gì mình có. Nếu ta không chắc chắn qua việc lắng nghe và soi xét, thì cũng như thể người không có tay mà muốn leo núi. Nếu ta không thể nắm được ý nghĩa, ta không thể thực hành đúng đắn. Như đã đề cập ở trên, đã từng có quãng thời gian tôi muốn đọc tất cả kinh điển và học tất cả các môn, các trò chơi, nghệ thuật, ca nhạc, kịch, thơ, hội họa, ngôn ngữ, cách vận hành các loại máy móc tiên tiến, lái xe, sử dụng máy đánh chữ và rồi máy tính. Khi đó trong nhóm các bạn đồng trang lứa, tôi là người duy nhất biết vẽ, đánh máy, lái xe, sử dụng các loại máy ảnh. Tôi cũng là người đầu tiên dùng máy tính. Còn đối với thể thao, tôi không có hứng thú với các môn bạo lực. Dấu hiệu của tham và sân. Khi nghĩ về ý tưởng đằng sau những môn thể thao hay trò chơi bạo lực, tôi thấy rất sốc, gây tổn thương cho người khác và cả bản thân mình. Săn bắn, giết hại nhiều loài động vật vô tội đang sống yên lành. Hồi trẻ, tôi chưa bao giờ muốn chơi những môn thể thao gây tổn hại cả về vật chất và tinh thần cho bản thân mình và người khác. Hay bất cứ môn thể thao nào có xu hướng bạo lực. Tuy nhiên, điều nghịch lý là hồi đó, đôi khi tôi cũng tò mò thích xem những cảnh thi đấu. Có thể ý thích này xuất phát từ những cảm xúc yêu ghét vốn ẩn tàng nơi mỗi người. Muốn học không có nghĩa là muốn làm. Muốn học hỏi mọi thứ không nhất thiết có nghĩa là muốn làm mọi thứ. Khao khát học hỏi hoặc làm một điều gì đó đều là ham muốn. Bản thân tôi không thích làm quá nhiều việc. Có lẽ điều này cũng tốt thôi, bởi tham công tiếc việc có thể dẫn đến những rắc rối sau này. Hiểu biết đem lại hạnh phúc, vô minh đem lại khổ đau. Xét dưới góc độ tâm linh, ham muốn quá nhiều là không tốt. Theo tôi, xem thể thao, phim ảnh, khiêu vũ hay nghe nhạc có thể mang lại cho chúng ta những niềm vui nhất thời, giống như niềm vui được gặp lại một người bạn cũ hay nỗi buồn khi phải chia tay nhau, dù chỉ trong mơ. Tuy nhiên, nếu có hiểu biết nhất định về thể thao hoặc nghệ thuật, bạn sẽ yêu thích và biết cách thưởng thức nhiều hơn. Nếu không, bạn chẳng thấy có gì thú vị.
Ví dụ, trước đây tôi chưa bao giờ thích ca kịch truyền thống Tây Tạng. Và mỗi khi thượng sư của tôi nghe ca kịch trên đài, tôi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về loại hình nghệ thuật này, tôi thấy rất ý nghĩa và giá trị. Một số người bạn ngoại quốc nói rằng, âm nhạc Tây Tạng chỉ có độc một phong cách, nên nghe nhiều rất dễ chán. Ngược lại, một số người lớn tuổi lại than phiền rằng, ca múa nhạc phương Tây có gì hay ho đâu mà xem. Âm thanh ồn ào như đấm vào tai. Mọi người cứ nhảy tưng tưng lên như là bị khùng, chẳng theo một nhịp điệu thể thống nào cả. Mọi người thường thích xem môn thể thao nào mà họ hiểu và việc đó mang lại cho họ niềm vui trong chốc lát, trừ khi bạn không quan tâm đến những niềm vui nhỏ bé như vậy. Tôi nghĩ kiến thức hiểu biết là điều cần thiết. Một chút hiểu biết mang lại một chút niềm vui. Hiểu biết nhiều hơn mang lại nhiều niềm vui hơn. Và hiểu biết trọn vẹn mang lại niềm vui bất tận. Gần giống như đạt được quả vị Phật vậy. Trí tuệ toàn tri là sự hiểu biết trọn vẹn, bởi nếu thiếu hiểu biết thì có gì là trọn vẹn. Chúng ta cần nhận ra những hạn chế của việc chỉ học những gì ghi trong kinh sách, hay cho rằng nghiên cứu một vài bộ kinh căn bản là đủ. Chúng ta phải suy ngẫm xem những lập luận đưa ra có hợp lý và thuyết phục hay không. Thời đại ngày nay đòi hỏi con người phải có tầm nhìn cởi mở và hiểu biết sâu rộng. Chúng ta không thể ép ai đó chấp nhận những gì chúng ta cho là sự thật, cho dù điều đó được một Phật tử hay một người không theo đạo Phật nói ra. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học và có hiểu biết sâu sắc về kinh điển và mật điển. Đại thủ ấn hay đại toàn thiện hoặc bất cứ pháp môn nào bạn đang thực hành. Bản thân tôi luôn khao khát được học và tìm hiểu giáo pháp. Tôi thấy cần hiểu về lòng từ bi tâm xả ly, về tứ diệu đế hay nhị đế và ý nghĩa của các giai đoạn phát triển và thành tựu, nhập thất hay các pháp thực hành khác. Tôi cho rằng nếu không hiểu hết mục đích của việc sử dụng pháp khí, nhạc khí trong các khóa lễ, ý nghĩa biểu tượng của từng bước nhảy trong vũ điệu kim cương, cách sắp xếp vật phẩm cúng dường, tất cả đều là những yếu tố liên quan đến giới luật trong kim cương thừa, thì việc thực hành sẽ trở nên vô nghĩa, chẳng khác nào một con vẹt bắt chước. Nếu không tìm hiểu, học hỏi, văn tuệ và suy ngẫm tư tuệ về các phương pháp thiền định và quán tưởng, các nghi lễ Phật giáo như cúng hỏa tịnh, cúng giàng, các pháp thực hành bản tôn uy mãnh, thì con đường tu tập của chúng ta sẽ không đạt được kết quả và dễ khiến chúng ta mất hứng thú và thoái chí. Nhiều học giả chân chính của các truyền thống Tân Mật và Cổ Mật đã nói rằng việc thực hành nhập thất hay thiền định mà không có sự nghiên cứu tìm hiểu trước đó cũng giống như một người không có tay mà cố gắng mài một tảng đá. Tôi tin rằng họ nói đúng.